Chồng đã chết, bỗng một năm sau xuất hiện sừng sững trước cửa. Quý vị và các bạn thân mến, có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về linh hồn người đã chết trở về. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện ly kỳ này còn gây sốc hơn nữa khi người chồng bà tự tay chôn cất một năm về trước, bỗng trở về lành lặng, chứ không phải là một linh hồn. Chuyện bắt đầu khi ông Kualuyo, 26 tuổi ở đảo Java, Indonesia, phải rời quê nhà đi làm ăn xa để kiếm tiền sau khi ông vô đi làm chưa được bao lâu, thì vợ ông nhận được tin dữ từ cảnh sát rằng ông bị tai nạn và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. một tuần sau, thì người được cho là ông Quagliuolo qua đời, vợ ông đau buồn đưa chồng về an táng. một năm sau, khi những người trong gia đình đã quên ngoài nỗi đau mất người thân, thì đột nhiên vào tháng 2 vừa qua, ông Quagliuolo lại bất ngờ xuất hiện trước cửa trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của mọi người. Quá sốc và công tin vào mắt mình, nhưng vợ ông vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chồng qua đặc điểm hàm răng. Vợ ông qua lưu vô quả quyết, tôi nhận ra hàm răng của ông ấy, đó chính xác là chồng tôi. Nếu người trở về, đứng trước cửa nhà là ông qua lưu vô, về tiền người được chung cất một năm trước là ai? Mọi người trong gia đình ông Waluyo cho biết vì ngoại hình người trong bệnh viện rất giống ông qua Waluyo, hơn nữa có thông báo của cảnh sát xác nhận, cho nên họ cũng không nghi ngờ gì cả và cho rằng đó là ông qua Lưu Waluyo. Tuy nhiên thực tế thì ông đã đến Samaran để làm nhân viên vệ sinh nhưng vì không có điện thoại nên không có cách nào liên lạc với gia đình và ông cũng không biết mình đã bị chôn cất như vậy. Ông Waluyo không hề có nem sông sinh, chính quyền địa phương tuy chưa xác định chính xác nhưng vẫn hủy bỏ giấy chứng tử của ông.